Cô thân mến chào đón các con quay trở lại khóa học Tiếng Việt lớp 2 của trang web olm.vn. Các con thân mến, cô trò chúng mình đang cùng nhau tìm hiểu bài học Họa mi hót. Đến với bài giảng phần thứ 2. Trước hết, các con hãy cùng đọc lại bài tập đọc và thực hành luyện tập theo văn bản đọc. Các con đọc kỹ bài tập đọc họa mi hot. Hãy tìm trong bài đọc những từ ngữ tả tiếng hót của họa mi. Trong bài tập đọc, chúng mình có bốn từ để nói về tiếng hót của chim họa mi đó là Vang lừng, trong suốt, dìu dặt và kỳ diệu Bây giờ, dựa vào bốn từ ngữ này, các con hãy thử đặt một câu với từ ngữ vừa tìm được Hãy sắp xếp các từ ngữ sau đây để có được một câu hoàn chỉnh với từ vang lừng các con nhé. Chúng mình có thể có được câu với từ vang lừng dựa vào nội dung của bài tập đọc Họa mi hót. Đó là chim họa mi cất tiếng hót vang lừng. Còn với từ trong suốt, các con cũng có thể có câu văn. Bầu trời trong suốt như thủy tinh từ dịu dặt để nói về tiếng hót rất hay của họa mi. Hoặc con cũng có thể sử dụng từ này để đặt câu nói về một âm thanh nào đó rất êm tai, nghe rất thích. Ví dụ như là tiếng sáo dịu dặt, nghe rất êm tai. Cuối cùng là từ kỳ diệu. Chúng mình có thể có câu văn, bóng đèn là một phát minh kỳ diệu của nhân loại. Trên đây chỉ là bốn câu văn sử dụng các từ ngữ vang lừng, trong suốt, dìu dặt, kỳ diệu. Các con có thể đặt thêm nhiều câu nữa cũng sử dụng các từ ngữ này các con nhé. Nhiệm vụ này đã kết thúc phần luyện tập theo văn bản đọc. Kế tiếp, cô trò chúng mình sẽ cùng thực hành viết. Cô giới thiệu với các con cách viết chữ R viết hoa. Chúng mình cùng theo dõi trên màn hình. Các con hãy đặt bút thật đúng vị trí của dòng kẻ ô ly để viết được chữ R viết hoa đúng quy tắc và thật đẹp. Để ứng dụng, cô có câu văn: Rừng cây vườn mình đón nắng mai. Khi thực hành viết câu văn này, các con nhớ viết hoa đúng chữ R trong tiếng rừng và viết đúng chính tả từ rừng cây cũng như từ nắng mai. Cuối câu văn các con đặt dấu chấm. Để thực hành, hãy cùng tương tác với OLM trong câu hỏi sau đây. Ở kỹ năng kế tiếp, cô trò chúng mình sẽ cùng thực hành nói và nghe. Câu chuyện để thực hành nói và nghe của các con trong bài học này mang tựa đề Hồ nước và mây bốn bức tranh đã được đánh số thứ tự từ 1 đến 4. Và dưới mỗi bức tranh, chúng mình có các câu hỏi gợi ý. Các con hãy đọc những câu hỏi gợi ý này với cô nhé. 1. Vào một ngày cuối xuân, hồ nước và mây nói với nhau điều gì? 2. Dưới nắng hề gay gắt, hồ nước lên tiếng cầu cứu ai? 3. Ba. Vì sao chị mây bay về hồ nước và cho mưa xuống? 4. Qua mùa thu sang mùa đông, chuyện gì xảy ra với chị mây? Dựa vào các bức tranh và những câu hỏi gợi ý dưới tranh này, các con hãy thử đoán nội dung của từng tranh. Đầu tiên, đến với bức tranh số 1. Các con thử dự đoán tranh 1 có nội dung gì? Các con nhìn thấy bức tranh số 1. Mặt hồ cuộn sóng với gương mặt không hề dễ chịu một chút nào. Và tiếng nói từ mặt hồ đó là Tôi đẹp dưới ánh nắng, thế mà chị lại che mất. Bên cạnh sóng nước trên mặt hồ là hình ảnh của mây trắng, tròn, bông rất đáng yêu, xa xuống gần hồ nước. Các con có thể thấy nội dung của bức tranh dự đoán được đó là Hồ nước cuộn sóng, nhăn mặt nói với chị Mây Tôi đẹp dưới ánh nắng, thế mà chị lại chê mất Đến bức tranh số 2 là cảnh hồ nước bị bốc hơi, cạn tận đáy Chúng ta còn nhìn thấy các loài tôm, cua, cá cũng đang cố thoi thóp tìm sự sống Gương mặt của hồ nước đang rất lo lắng, chán nản, mệt mỏi. Nó nói với chị Mây, "Chị Mây ơi, không có chị, tôi chết mất." Đến bức tranh số 3, con dự đoán xem, bức tranh này có nội dung gì? Bức tranh số 3 các con thấy, chị Mây có màu đen bay tới hồ nước và có những hạt mưa rơi xuống. Hồ nước đầy lên, càng tràn sức sống. Khuôn mặt của hồ nước cũng trở nên rất vui tươi, thoải mái. Nó nở nụ cười thật tươi. Đến bức tranh số 4. Chị mây lúc này chuyển sang màu trắng và nhỏ bé hẳn đi, gầy hẳn đi. Chị nói với hồ nước. Không có em, chị cũng yếu hẳn đi. Hồ nước ở dưới mỉm cười, có vẻ đã nghĩ ra cách gì giúp chị Mây. Ở phía bên trái của hình ảnh số 4, các con còn nhìn thấy ông mặt trời đang nở nụ cười. Vậy, giữa hồ nước và mây đã xảy ra chuyện gì? Cô mời chúng mình sẽ cùng nghe kể chuyện. Hồ nước và mây vào một ngày cuối xuân, mặt hồ lấp lánh dưới nắng bỗng một cơn gió đưa chị mây xả thấp xuống mặt hồ hồ nước quận sóng nói tôi đẹp lên dưới ánh nắng thế mà chị lại che mất không có chị che nắng thì em gặp nguy đấy chị mây đáp tôi cần gì chị chị mây giận hồ nước nên đã bay đi mùa hè đến dưới cái nắng gay gắt hồ nước bị bốc hơi cạn trơ tận đáy nó cầu cứu chị mây ơi không có chị tôi chết mất bầy tôm cá trong hồ cũng than chúng tôi cũng không sống được nếu hồ cạn thế này nghe tiếng kêu cứu của hồ nước và bầy tôm cá chị mây không giận hồ nước nữa bay về và cho mưa xuống. Hồ nước đầy lên, càng tràn sức sống. Qua mùa thu, sang mùa đông, chị mây ngày càng mảnh mai, hào gầy như dải lụa mỏng. Chị ghé xuống hồ và nói, không có em, chị cũng yếu hẳn đi. Thế là hồ nước lao xao gợn sóng. Để em tìm cách giúp chị hồ nước gọi ông mặt trời dọi nắng xuống cho nước bốc hơi lên chị mây khỏe dần nặng dần để chuẩn bị mưa xuống các con vừa lắng nghe cô kể một lượt câu chuyện hồ nước và mây dựa vào các hình ảnh minh họa bây giờ chúng mình sẽ cùng kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh bước đầu tiên trong quá trình kể lại câu chuyện theo tranh các con sẽ phải nhìn tranh và câu hỏi dưới tranh để kể từng đoạn. Các con có thể trả lời những câu hỏi này để xác định được nội dung của câu chuyện các con nhé. Ở bức tranh số 1 với câu hỏi: "Vào một ngày cuối xuân, hồ nước và mây nói với nhau điều gì?" Chúng mình dễ dàng có thể thấy được lời nói đầu tiên của hồ nước đó là: "Tôi đẹp dưới ánh nắng, thế mà chị lại che mất." Nghe vậy, chị Mây trả lời. Không có chị che nắng thì em gặp nguy đấy. Hồ nước cự nự phản đối. Tôi cần gì chị? Đến câu hỏi số 2. Các con thấy dưới nắng hè gay gắt. Hồ nước lên tiếng cầu cứu ai? Trong bức tranh số 2, chúng mình đọc được lời của hồ nước. Chị mây ơi, không có chị tôi chết mất như vậy dưới nắng hè gay gắt hồ nước lên tiếng cầu cứu chị mây không chỉ có hồ nước cả tôm cá sống trong hồ cũng than với chị mây nếu như hồ cứ cạn thế này tôm cá cũng không thể sống được nghe tiếng kêu cứu của hồ nước và bầy tôm cá chị mây không giận hồ nước chuyện xưa nữa đã bay về và cho mơ xuống làm hồ nước đầy lên căng tràn sức sống khiến nó cảm thấy rất vui vẻ, thoải mái. Nhưng lại có sự việc xảy ra với chị Mây. Qua mùa thu, sang mùa đông, chuyện gì xảy ra với chị Mây hả các con? Đúng rồi, qua mùa thu, sang mùa đông, chị Mây càng nhầy càng nhỏ bé, mảnh mai, hào gầy. Các con có thể nhìn thấy trong hình ảnh số 4 này, chị mây đã nhỏ bé hẳn đi. Và chị nói với cả hồ nước, không có em, chị cũng yếu hẳn đi. Dựa vào câu chuyện như cô đã kể, các con thấy hồ nước hiện lên, khuôn mặt lao sao gợn sóng. Nói rằng để em tìm cách giúp chị. Và hồ nước giúp chị mây bằng cách gọi ông mặt trời dọi nắng xuống cho hồ nước bốc hơi lên để nước có thể nặng dần đầy dần làm cho chị mây to khỏe hơn chị mây cũng chuẩn bị làm mưa xuống qua câu chuyện chúng mình biết được sự hòa hợp của các yếu tố thiên nhiên chúng tồn tại để bổ trợ lẫn nhau cùng phát triển và các con có thể kể từng đoạn của câu chuyện theo những gợi ý là các lời thoại của những nhân vật và các câu hỏi dưới mỗi bức tranh này các con lưu ý khi kể từng đoạn của câu chuyện theo tranh chúng mình sẽ không cần phải nói y hệt như lời cô kể với các con của câu chuyện các con sẽ đảm bảo nội dung của câu chuyện và có thể nói theo ý hiểu của mình miễn là đảm bảo được nội dung của câu chuyện này nhờ có sự hòa hợp của các yếu tố là hồ nước, là mây. Chúng đã bổ trợ lẫn nhau để cùng phát triển, để chúng ta có cuộc sống tươi đẹp cho tất cả muôn loài. Từ đây còn có yêu cầu của phần vận dụng. Vẫn dựa vào các bức tranh của câu chuyện hồ nước và mây. Chúng mình sẽ cùng nói với người thân về điều mà em đã học được từ câu chuyện này. Yêu cầu này các con sẽ thực hiện ở nhà. Khi nói với người thân về điều em học được từ câu chuyện, con có thể nhớ lại nội dung của câu chuyện đã kể. Sau đó nói 2 đến 3 câu về bài học mình thu nhận được từ câu chuyện. Cô hy vọng rằng câu chuyện rất giàu ý nghĩa về sự gắn kết, hòa hợp giữa các yếu tố thiên nhiên để tô điểm cho cuộc sống sẽ gợi gợi cho các con những bài học bổ ích, ý nghĩa nội dung của câu chuyện này đã kết thúc video bài giảng của chúng ta cô chân thành cảm ơn các con đã chú ý theo dõi hẹn gặp lại các con trong các bài giảng tiếp theo trên trang web olm vn nhé